Nguyên và Phong Linh xin được kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc thật hiệu quả. Quý vị thân mến, quý vị đang đến với chương trình Mua gì ở đâu được phát sóng vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 15 phút các ngày trong tuần, từ thứ Hai tới thứ Sáu trên kênh HTV7 với sự đồng hành của Sài Gòn Coop. Những thông tin mới và hữu ích nhất về sản phẩm và tiêu dùng sẽ có trong Mua gì ở đâu ngày hôm nay. Mở đầu phần siêu thị tin ngày hôm nay là thông tin về giá sầu riêng liên tục tăng mạnh. Hiện nay nhiều nhà vườn trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như các tiểu thương bán lại trái cây này vô cùng phấn khởi vì giá liên tục tăng mạnh từ 10.000 đến 20.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn tỏ ra khá tiếc nuối vì không đủ số lượng để bán ra thị trường. Cụ thể, sầu riêng Mon Thon và Ri 6 loại 1 giá bán ra thị trường là từ 80.000 đến 100.000 đồng 1 kg. Bán sỉ cho các thương lái tại các tỉnh lân cận và các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh với giá từ 70 đến 80.000 đồng 1 kg, so với 2 tuần trước đã tăng từ 10 đến 15.000 đồng 1 kg. Được biết, nguyên nhân khiến cho giá sầu riêng tăng cao vì đây là thời điểm nghịch vụ, nắng nóng kéo dài, sản lượng trên thị trường ít. Mặt khác, nhiều vườn cây bị ảnh hưởng của hạn mặn khiến diện tích bị thu hẹp, năng suất cũng giảm nhiều nên đẩy giá cao. Cái việc mình thương phẩm thì năm nay thì nó cao hơn năm trước. Cũng nhiều, từ 80 tới 100 ngàn một ký, thì so với năm rồi từ 40 đến 50 thì nó gấp đôi. Với mức giá tăng kỷ lục khiến cho các nhà vườn đều rất vui mừng, thậm chí đổ xô đi mua cây giống với số lượng lớn về trồng nhằm tăng thu nhập vào những năm tiếp theo. Tuy nhiên, nhà vườn cần lưu ý để tránh tình trạng cung vượt cầu xảy ra. Mừng sinh nhật hệ thống Coop Mart 21 năm, hệ thống siêu thị Coop Mart đã công bố chương trình khuyến mãi lớn với 6 hoạt động hấp dẫn từ nay cho đến hết ngày 2 tháng 5. Theo đó, từ nay đến hết ngày 2 tháng 5, hệ thống siêu thị Coop Mart trên cả nước sẽ đồng loạt áp dụng giảm giá đến 50% cho hơn 2.100 sản phẩm thiết yếu, cùng những hoạt động gắn kết tăng quyền lợi cho khách hàng. Đáng chú ý là chương trình giá tốt tận tay nhận ngay ưu đãi. Theo đó, từ hôm nay đến hết ngày 16 tháng 4, hàng ngàn mặt hàng hóa mỹ phẩm, đồ dùng, thời trang may mặc sẽ được in tem barcode giảm giá. Kèm theo đó, khi mua sắm tại hệ thống Coop Mart và Coop Extra, khách hàng cắt thêm tem sản phẩm muốn mua trên cẩm nang mua sắm để được sử dụng tại quầy thu ngân. Dưới đây là một số mặt hàng đang khuyến mãi trong chương trình giá tốt tận tay nhận ngay ưu đãi. Bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 12 tháng 4, Coco Bay Đà Nẵng sẽ chính thức mở bán trực tuyến lên tới 1.000 đêm nghỉ nhân dịp ra mắt hệ thống Boutique Hotels chuẩn quốc tế với giá chỉ từ 0 đồng. Theo đó, vào đúng 12 giờ trưa ngày 12 tháng 4, mọi người khi truy cập và đặt phòng tại địa chỉ online phong.cocobay.vn. Lưu ý, mỗi số điện thoại và email đăng ký trên website sẽ được đặt tối đa 1 phòng 1 đêm. Trong gói sản phẩm lên tới 1.000 phòng. Ngoài ra, nếu bỏ lỡ cơ hội săn được phòng giá tốt từ 0 đồng đến 299.000 đồng, chương trình vẫn dành một lượng phòng nghỉ mở bán với mức giá từ 999.000 đồng đến 1.399.000 đồng một đêm một phòng từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5. Thời gian áp dụng lưu trú bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 đến 23 tháng 12 năm nay. Chuyển sang phần tin công nghệ thế giới. Mới đây, Lenovo tiếp tục cho ra mắt Lenovo Mix 320 với thiết kế như một chiếc laptop có bàn phím tháo rời rất linh hoạt cho người sử dụng, nhất là các bạn trẻ yêu thích công nghệ nhưng luôn phải thường xuyên di chuyển. Mix 320 được thiết kế để người dùng có thể sử dụng như một chiếc máy tính bảng với sự gọn nhẹ và khả năng di động. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể gắn thêm bàn phím rời để dùng như một chiếc laptop bình thường. Sản phẩm có bộ nhớ RAM 4GB, bộ nhớ trong có dung lượng 128GB. Ngoài ra, Lenovo còn nâng cấp thời lượng pin giúp sử dụng lên tới 10 giờ. Với thiết kế này, Lenovo dự kiến sẽ có hai phiên bản trắng và bạc. Với mức giá thấp chỉ khoảng 4,5 triệu đồng, đây sẽ là một trong những chiếc máy tính bảng chạy Windows 10 rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Nếu bạn yêu thích sản phẩm này, hãy truy cập vào trang web www.thegioidong.com hoặc www.vienthonga.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Trong tháng 4 này, chiếc máy tính bảng Mi Pad của Xiaomi sẽ chính thức bán ra tại thị trường Việt Nam. Chiếc máy tính bảng này được giới chuyên gia đánh giá là dòng máy đẹp mà giá thành lại rất cạnh tranh, phù hợp với các đối tượng là học sinh, sinh viên. Xiaomi vẫn tiếp tục sử dụng kim loại nguyên khối cho sản phẩm mới Mi Pad 3. Ngoài đường viền màn hình được chăm chút hơn so với người tiền nhiệm Mi Pad 2, chiếc máy tính bảng này không có nhiều thay đổi trong thiết kế.
Vỏ máy được làm nhám để chống trơn trượt, tạo cho người dùng sự thoải mái khi sử dụng. Cấu hình của Mi Pad 3 với vi xử lý 6 nhân MediaTek MT8176, ổ nhớ ngoài 4GB, ổ nhớ trong 64GB, màn hình 7,9 inch, độ phân giải 2K. Tuy nhiên, với mức giá công bố khoảng 4,9 triệu đồng, Mi Pad 3 vẫn được đánh giá cao ở phân khúc tầm trung. Nếu bạn quan tâm đến chiếc máy tính bảng này, có thể truy cập vào website www.xiaomiviet.vn để biết thêm thông tin về sản phẩm. Phong Linh nè, không biết là Phong Linh có hay ăn chay hay không? Linh là người cực kỳ thích ăn chay, bởi vì các món ăn này thì thanh đạm nhẹ nhàng nè, mà còn tốt cho sức khỏe nữa. Ừ, đúng rồi, những món ăn chay rất là tốt cho sức khỏe và cũng rất là ngon miệng nữa không nào. Tuy nhiên, hiện nay bên cạnh các cơ sở kinh doanh làm ăn chân chính, chọn bán các thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh, thì cũng còn không ít những cơ sở chế biến thực phẩm chay đã tẩm hàng the và phẩm màu. Chính điều này đã khiến cho thực phẩm chay từ tốt cho sức khỏe lại trở nên tiềm ẩn những nguy cơ gây bệnh. Để thu hút sự chú ý từ người tiêu dùng, các loại thực phẩm chay không chỉ được đặt tên tương tự thực phẩm mặn như mắm lóc chay, cá kèo chay, sườn non chay, mà còn được chế biến sẵn tại nhiều gian hàng trong những điểm chợ lớn nhỏ. Đa phần những loại thực phẩm được làm tại nhà và được giao đến các điểm chợ. Nhiều tiểu thương buôn bán mặt hàng này cũng không biết nguồn gốc có trong sản phẩm. Thậm chí nhiều sản phẩm chỉ ghi hạn sử dụng mà không kèm theo thông tin về ngày sản xuất. Thâm nhập vào một địa điểm bán thực phẩm chay chế biến sẵn, chúng tôi ghi nhận được hình ảnh những thau rổ, chén bát nằm cạnh các xô chứa thức ăn thừa, rau củ hư. Nhiều xô nhựa chứa dầu, nước tương nổi đầy ván bẩn. Song song đó là món mì xào chay được trộn bằng tay trong nhiều thau lớn. Hiện nay, người chế biến còn đưa một số phụ gia để tăng độ dai cho thực phẩm. Đây là các phụ gia có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Khi mà lựa đồ chay, chọn một thực phẩm chay, thì mình phải đi tìm những cái thương hiệu mà nó có uy tín, nó có nhãn mác, nó có hạn sử dụng và nhìn màu sắc của nó. Và thường thì những cái màu sắc mà nó bắt mắt thường là nó có phẩm màu, và thường là những phẩm màu tổng hợp. Ví dụ như nó chứa chrome chẳng hạn, chrome thì có khả năng là gây ung thư. Rồi ngoài ra là nó những cái kim loại nặng khác, ví dụ như uranium hay thủy ngân, thì nó sẽ gây độc cho tế bào thần kinh hay là độc cho thận. Được biết, thực phẩm chay hiện nay không chỉ thu hút người dùng trong những ngày rằm mà đã trở thành món ăn được ưa thích vì tính thanh đạm của nó. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe chính mình và người thân trong gia đình, người dùng cần có sự lựa chọn kỹ lưỡng về nguồn gốc, thành phẩm của sản phẩm chay, đặc biệt lưu ý đến an toàn vệ sinh chế biến đối với các loại thực phẩm chay chế biến sẵn. Bên cạnh đó, vẫn cần có sự vào cuộc của các cơ quan liên quan để đẩy lùi vấn nạn thực phẩm chay bẩn như hiện nay. Sao ngày hôm nay Phương Yên thấy Phong Linh có vẻ vui vẻ và tươi tắn hơn bình thường? Không biết là có chuyện gì vui hả? Linh nghĩ là chắc là Linh vui nguyên tháng, bởi vì cứ ngồi suy nghĩ là sắp đến dịp ngày lễ 30 tháng 4 nè, mà được đi du lịch cùng bạn bè nè, là cả ngày thấy vui rồi. Nhưng mà không chỉ vui đâu, tại vì đi du lịch dài ngày phải mang theo một cái vali quần áo đúng không? Mà vali của Linh thì hơi bé, bây giờ mua một cái mới thì lại tiếc tiền, mà đem theo ít quần áo thì lại càng tiếc hơn nữa, nàng không biết phải như thế nào. Phương hiểu được nỗi lòng của Phong Linh rồi, nhưng mà Phong Linh cũng đừng quá lo lắng nha. Bởi vì chuyên mục Mách Nhỏ của chương trình Mua Gì Ở Đâu ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho Phong Linh cũng như tất cả quý vị cách làm thế nào để xếp đồ gọn gàng và tiện dụng. Trong mỗi chuyến đi hay đơn giản là đi tập gym thôi, thì việc sắp xếp đồ đạc sao cho gọn gàng đôi khi cũng là bài toán khó. Vậy thì trong chuyên mục Mách Nhỏ của Mua Gì Ở Đâu hôm nay sẽ bật mí cho quý vị một vài mẹo nhỏ để công việc này trở nên vô cùng đơn giản. Đối với trang phục tập gym, gấp ống quần, cuộn tròn, lộn ngược ống quần bọc lại toàn bộ sẽ vô cùng gọn gàng. Dùng mũ tắm để giày tập được cố định gọn gàng và không làm dơ các vật dụng trong túi. Bỏ đồ trang điểm gọn nhẹ vào hộp đựng mắt kính để tiết kiệm không gian túi. Quần jean gấp đôi và cuộn tròn, váy cuộn tròn.
cho mỹ phẩm vào giày cao gót để tiết kiệm diện tích. Bảo quản giày trong túi và mũ tắm để cố định gọn gàng. Nhớ nhấn xuống để sử dụng được hoàn toàn sức chứa của túi. Bỏ đồ trang điểm gọn nhẹ vào hộp đựng mắt kính để tiết kiệm không gian túi. Jean và skinny phần lưng vào vali, phần chân cho ra ngoài. Áo sơ mi cài nút trở ngược mặt áo, gấp ngược hai tay áo. Dây nịt cuộn tròn cho vào phần cổ áo để vừa giữ phong cổ áo sơ mi, vừa giúp gọn gàng. Bỏ giày thể thao vào mũ tắm. Cuộn tròn khăn và cho vào góc vali. Chiếc mỹ phẩm dưỡng da vào hũ mini để tiện sử dụng. Cho những món mỹ phẩm cơ bản vào túi rút nhỏ. Hộp mắt kính cho vào giày cao gót và bảo quản trong túi. Cuối cùng gấp phần chân quần lại là chúng ta đã sắp xếp xong một vali đồ rất gọn gàng rồi. Vậy là chúng ta đã cùng nhau học được 3 mẹo nhỏ thú vị để việc sắp xếp đồ trở nên đơn giản hơn. Các mẹo nhỏ trên sẽ giúp ích rất nhiều cho quý vị, đặc biệt là trong chuyến đi kỳ nghỉ hè sắp tới. Hy vọng rằng những mẹo vặt xếp đồ trong chuyên mục mách nhỏ vừa rồi sẽ giúp cho quý khán giả thuận tiện hơn trong các chuyến đi sắp tới. Chương trình Mua gì ở đâu cũng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn Sài Gòn Co-op đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu ngày mai vào lúc 6 giờ sáng trên kênh HTV7. Chương trình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin tiêu dùng hữu ích để giúp quý vị khởi động một ngày mới thật ý nghĩa. Xin chào tạm biệt.